Kiều hối gửi về Việt Nam được ước tính sẽ đạt mức kỷ lục mới trong năm 2013. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối cao nhất trên thế giới. Mặc dù trong những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới có những khó khăn, nhưng lượng kiều hối vẫn chuyển về nước đều đặn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sài Gòn, tính cho đến hết quý 2 năm 2013, lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng trên địa bàn đạt 1.9 tỷ Mỹ kim, tức tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến đến cuối năm, lượng kiều hối gửi về Sài Gòn sẽ đạt từ 4.5 đến 4.8 tỷ Mỹ kim, tức tăng từ 10 đến 15% so với năm 2012. Bên cạnh nguồn tiền do người Việt hải ngoại gửi về cho người thân, còn có nguồn kiều hối từ lực lượng xuất khẩu lao động cũng gia tăng mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây. Năm 2012, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam được ước tính ở vào khoảng 10 tỷ Mỹ kim và dự báo năm 2013 kiều hối sẽ vượt qua con số này. Trước đây, nguồn tiền kiều hối chỉ nhằm mục đích hỗ trợ người thân, nhưng nay, dòng tiền này chuyển hướng vào các hoạt động kinh tế, đầu tư. Nhà nước rất quan tâm đến nguồn vốn này vì đây là dòng vốn đầu tư lớn mà không lo chảy ngược ra ngoài như các dòng vốn đầu tư nước ngoài khác. Kiều hối là tiền của người Việt hải ngoại và người lao động xuất khẩu gửi về cho thân nhân trong nước, trong khi lợi nhuận từ nguồn vốn vay hay đầu tư từ nước ngoài sẽ phải chuyển ngược trở ra. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sài Gòn, lượng kiều hối năm 2012 chảy vào bất động sản chỉ đạt 23% so với 52% của năm 2011. Tuy nhiên, trong năm 2012, đã có 4.1 tỷ Mỹ kim kiều hối được gửi về Sài Gòn, nên đã có khoảng 1 tỷ Mỹ kim được đổ vào bất động sản. Thống kê cho thấy, khoảng 70% lượng kiều hối năm 2012 chuyển về nước chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ở thời điểm nguồn vốn vay của ngân hàng khó khăn, lãi suất còn cao, hàng tỷ Mỹ kim kiều hối là một nguồn vốn quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xu hướng này được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục trong những tháng cuối năm 2013. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm xuống thấp, các ngân hàng lớn chỉ có mức lãi suất tiết kiệm là 5.5% mỗi năm, nên sẽ không còn hấp dẫn đối với kiều hối. Song song đó, giá vàng thất thường, chứng khoán và bất động sản trì trệ, thì ngạch đầu tư vào sản xuất kinh doanh rõ ràng là có nhiều lợi thế nhất.